Mới đây, nữ diễn viên nổi tiếng Lâm Tâm Như góp mặt tham gia một sự kiện tại Hồng Kông. Dù đã 44 tuổi, nàng Hà Tử Vi vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, phóc dáng mảnh mai. Nhiều cư dân mạng cho rằng Lâm Tâm Như ngày càng đẹp mặn mà và nhờ cuộc sống hạnh phúc, ngọt ngào bên ông xã hoặc quyển hoa và con gái. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Lâm Tâm Như cùng tiết lộ về con gái. Khi được hỏi liệu con gái cá heo nhỏ có được di truyền khả năng duyên xuất của Hoắc quyển hoa hay không, lâm tâm như cùng bật cười cho biết con gái rất biệt khóc khả năng dần xuất tốt vô cùng mỹ nhân hoàng châu cắt cách, cách cho hay kể từ ngày sinh con cô Hàn chỉ tham gia đóng phim và chủ yếu dành thời gian để chăm sóc con gái mỹ nhân họ lâm cho biết bản thân không hề thấy mệt mỏi mà thay vào đó là niềm vui bởi cùng con gái lớn lên một cảm giác vô cùng hạnh phúc nhắc đến hóc quyển hoa lâm tâm như không giấu được sự yêu thương trong ánh mắt và khẳng định cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. Vốn là một người nấu nướng tế, tuy nhiên sau khi kết hôn Lâm Tâm Như đạt chăm chỉ học làm bánh và nấu ăn cho ông xã. Anh ấy rất nể mặt và ủng hộ tôi dù khó ăn cũng sẽ ăn hết. Trước khi xuất hiện tại sân bay Hồng Kông, Lâm Tâm Như cùng khiến cư dân mạng gan tí khi đeo chiếc đồng hồ 700 NDT khoảng 2,5 tỷ đồng, được gắn gần 300 viên kim cương.